Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the leaks in the band. Legacies. Hello nha, chào mừng em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Thật lâu rồi mình không làm một cái video tip hay là hướng dẫn cho anh em một số mèo trong game mùa online. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng quay trở lại với anh em về một chủ đề mới thì cũng phải là mới, cũ thì cũng không phải là cũ, và rất được nhiều anh em bàn luận. Đó là chính là đối với set root, set billion suit hay là tất cả các set root thấp hơn thì chúng ta nên sử dụng tay socket hay là dùng tay excellent kèm theo. Khi mà set root của chúng ta chỉ có 4 món, đây anh em có thể thấy chỉ có 4 món thôi nhé, chỉ có 4 món là đồ thần và món còn lại là đồ excellent. Thì tương đương với món excellent này thì chúng ta nên dùng tay socket hay là tay excellent. Và đối với tay socket thì chúng ta nên dùng xích gì và làm sao để có xích, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em từ đầu đến cuối, gần như là khá là đầy đủ về cái việc úp xích này luôn. Ok, bắt đầu. Để chúng ta có được một viên xích để có thể khảm vào tay socket thì socket thì có thể là có 1, 2 hoặc là 3 socket, 3 lỗ để chúng ta có thể khảm. Thì đó là việc hiến xui của khi mà anh em có thể đi trên, anh em nhặt được hoặc là anh em đi xem bot. Ở đây thì mình có một cái tay là 3 socket. Rồi để úp ra được một viên xích một như thế này thì chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ cần một bộ đồ thân cộng 4 trở lên và một món excellent cùng là cộng 4 trở lên nha anh em. Sau đó chúng ta sẽ đến với map, chúng ta sẽ di chuyển đấy đến góc 3 giờ đây, chúng ta gặp NPC Seedmaster, nhập vào. Và để có thể tạo được seed thì chúng ta sẽ nhập vào ô là seed extraction và chúng ta đưa một cái đồ thân vào, nhấp chuột phải đấy, đưa một đôi excellent vào. Sau đó chúng ta sẽ cần một viên harmony, một viên ngọc và một viên ngọc trao. Đó, chúng ta sẽ tạo ra được là một viên ship và viên ship này sẽ là random. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dùng combine đi. Đây, một viên ship ai giảm hư hỏng. Đây mình sẽ để ra nó ra đây nha anh em. Rồi sau khi anh em có được cái viên ngọc nguyên tố này, viên ship ai này, thì chúng ta sẽ cần phải mua cái khuôn. Đây nha anh em, khuôn đây, sphere này, cái khuôn. Rồi mua một cái. Chúng ta sẽ quay trở lại với Submaster. Nhầm, chúng ta sẽ quay trở lại với NPC Submaster nha nhé. Đây, NPC Submaster của chúng ta. Đây, chúng ta sẽ chọn tiếp vào dòng Combine để chúng ta ép cái viên ngọc nguyên tố này vào cái khuôn. Đây, và chúng ta sẽ được một viên Sheet 1. Đó, anh em thấy hay không? Rồi, đây là cái cách mà để có thể kiếm được Sheet. Đơn giản nhất là anh em có thể tự tạo từ đồ excellent và đồ thần và một số viên ngọc. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhận được xích thông qua bot, bot đít, tất cả các loại bot trong server và đi BC hoặc là CC thì chúng ta đều có thể nhận được cái xích từ level 1 đến level 3. Rồi, nếu như mình có xích 1 nhưng mà mình muốn úp lên xích đây 6 này, xích 7 của mình đây, ví dụ như vậy, thì chúng ta sẽ cần làm như thế nào để có thể nâng cấp xích lên? Thì bây giờ mình sẽ chỉ anh em luôn. Chúng ta sẽ chọn vào dòng cuối cùng. Đây, trước tiên là chúng ta sẽ cần phải có Eron tím hay là rune để úp xích. Thì bên rune úp xích này tương tự chúng ta có thể đi BC hoặc chúng ta có thể mua. Đây, chúng ta sẽ mua một cái socket item này, cuộc rune sphere này. Đó, mình sẽ mua thử một cái cho anh em thấy. Đây là mình đang chơi server chỉnh luôn nha anh em. Rồi, sau khi chúng ta có một viên xích úp thì chúng ta sẽ mở nó ra bằng cách nhấn chuột phải vào cái cục room này. Ok, đây chúng ta sẽ nhận được auto từ 1 cho đến 5 viên nhé, chứ không phải là một viên như vậy đâu. Đây mình mua cả thứ hai cho anh em thấy thêm cái nữa đi. Một lần mua sẽ có 1000 rút. Đây, mở lại thứ hai xem. Ui giờ đen thế, vẫn là một. Tiếp cái nữa mình thử cho anh em thấy luôn. Rồi, đó anh em thấy không, 3 viên này. Đó, từ anh em có thể mua nhiều, xong rồi anh em mở ra. Rồi sau khi có viên đúng sphere này thì chúng ta nhấn vào dòng gần cuối cùng đi lên thứ hai là seed sphere exchange, nâng cấp lên. Đó, và nếu anh em muốn nâng cấp viên nào, ví dụ ở đây mình sẽ có một viên skill attack này, một viên excellent dam này, một viên giảm độ bền này đấy,
và một viên là AG. Đó, viên win này. Đây, rồi. Bây giờ mình sẽ nhấp, ví dụ mình muốn nâng cấp cái viên AG này lên thì mình sẽ bừa viên AG lên đầu tiên. Đó, mình sẽ nâng cấp viên này nha. Và viên này là viên thứ hai, chúng ta sẽ là viên phụ giống như up và enter vậy nhé. Đó. Rồi. Cầm bài fail. Khi mà thất bại chúng ta sẽ mất đi nguyên liệu, tức là mất đi viên xích thứ hai, còn cái viên AG của chúng ta sẽ không mất đi. Đó. Em thấy chưa? Đó. Đó, bây giờ mình có một viên xích 2. Tương tự mình up lên xích 3, up lên xích 4, cứ tương tự dần như vậy thì chúng ta sẽ nâng cấp được xích lên. Đó, em thấy à? Em thấy đơn giản không? Rồi, sau khi có xích thì chúng ta làm sao khảm vào trang bị. Đó. Ở đây chúng ta sẽ khảm vào cái tay socket của mình. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn vào dòng xích Sphere Application. Đó. Chúng ta sẽ đưa cái món của chúng ta lên. Đó, và chúng ta lựa chọn cái dòng đầu tiên mà chúng ta muốn up xích là gì. Ở đây mình muốn nói với anh em á, xích thì nó sẽ có bonus. Đó, nhưng mà bonus sẽ không nhiều, từ 14, 24 hay là 30 mấy điểm hay là 10 mấy điểm thôi, vì hiện sư của anh em. Và để có được bonus thì chúng ta sẽ phải khảm lên xích theo thứ tư. Ví dụ đối với áo quần thì bonus sẽ là tăng phòng thủ hoặc là tăng thêm máu. Đó. Nếu như mà tăng thêm máu thì chúng ta sẽ phải khảm theo thứ tư, xích từ 1 đến 3 của chúng ta là viên đất, viên gió và viên nước, thì chúng ta sẽ được thêm xu được, chúng ta sẽ được bonus. Đó, nếu như không được thì chúng ta thảo ra úp lại. Đó. Cái thứ hai là tăng phòng thủ, thì tăng phòng thủ sẽ là nước, đất và gió. Đó. Thì để cho anh em dễ hình dung hơn thì mình sẽ add cái hình ảnh của nó vào đây. Đó, add hình ảnh để màn hình cho anh em thấy. Đó, anh em sẽ dễ hình dung được là nên cần những cái viên xích nào để có được bonus. Thì riêng mình thì đối với BK của mình nhé, mình muốn thử nghiệm là nên dùng tay socket hay là tay sao lần. Và đối với tay socket thì mình ưu tiên là dòng DD, dòng giảm đam, dòng phản đam và dòng mỏ, dòng tên tăng bích. Bởi vậy mình sẽ không cần lấy bonus, vì xích của mình sẽ là xích viên này là viên ớt này, anh em thấy không? Viên thứ hai là viên đam, viên giảm đam này. Viên thứ ba là viên rep. Bây giờ mình thử nghiệm cho anh em là mình sẽ lấy là tăng HP nhé. Mình sẽ lấy tăng HP, đầu tiên là mình sẽ khảm viên ớt vào. Đó. Cầm bài. Đó, chúng ta sẽ có một viên ớt tăng heal 41. Viên thứ hai. Đó, viên thứ hai là mình sẽ lấy là một viên gió, đúng không? Theo thứ tự. Đó, viên thứ ba mình sẽ lấy là một viên water. Đây, ví dụ mình lấy cái giảm đam level 7 của mình, xích 7 đi. Đó, xem có bonus không. Ồ, chưa có, nếu như mà chưa có nhé. Chưa có thì bonus cấp 1 khi mà chúng ta có viên xích 4 trở lên nhé. Xích 2 là sẽ không được đâu. Xích 4 trở lên mình quên đấy anh em, quên đó anh em, từ viên xích 4 trở lên. Đó, nếu như mà anh em úp nhầm thì sao? Úp nhầm thì chúng ta sẽ thảo xích ra. Đấy, ví dụ mình sẽ thảo cái viên 2 của mình ra. Đó. Thảo, đó, thảo ra lại. Đấy, em thấy không? Bây giờ mình trọng ô viên socket 2. Bây giờ mình lại chuyển sang dòng xích application. Đó, mình khảo cái viên 2 vào đây. Đó. Bây giờ mình sẽ có là heal tăng 41, giảm phản đam 10% và giảm đam 10%. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng mang đồ lên. Bây giờ có một cái so sánh nhỏ nhỏ. Đây, mình sẽ so sánh, bước thứ hai là mình sẽ so sánh giữa cái tay này và cái tay socket. Như anh em có thể thấy dòng trên cùng, tay socket thì có giáp là 131, nhưng mà tay sau lần của mình sau khi khảm thêm harmony thì nó thêm được 50 đẹp, là đẹp của nó lên tầng là 536 lần. Đó, nên khi mà anh em sử dụng socket là anh em sẽ phải đánh đổi cái lượng đẹp mà anh em mất đi. Ví dụ nếu như mà mình dùng tay sau lần này, lượng đẹp của mình bây giờ là 13.647. Đó, anh em thấy không? Tiếp tục, bây giờ mình sẽ thử với tay socket. Rồi, chỉ có là 11.564 thôi. Đó, 13.647 và trừ 11.564 nó sẽ bằng tầm là 2.000 cho 2.000, chúng ta sẽ mất cái 2.000 đét. Nhưng mà đổi lại anh em thấy này, anh em sẽ phải nhìn vào cái dòng rep này. Đó, rep về lại là resolution ray này, giảm đam này và phản đam. Bây giờ mình thả xuống anh em thấy nha. Đó, cái này xuống còn 17 và 15 thôi. Đó, giờ mình mang cái này lên thì nó sẽ không thay đổi, anh em thấy không? Nhưng mà vì cái tay của mình nó có đẹp cái option, cái ốp á,
Depth Basic Ray đó. Đó nên nó sẽ tăng vào Depth Basic Ray của mình lên 164 này, mình thả xuống như em thấy này. Đấy, còn 1552 thôi. Nhưng khi mình mang bay socket lên thì cái lượng Depth Basic của mình sẽ không được tăng lên, nó sẽ vẫn giữ nguyên. Đổi lại chúng ta sẽ có được giảm đam nhiều hơn, thêm được 10% đó. Tùy thuộc vào cái lượng Sheet Level mà anh em add vào cái tay socket này. Phản đam mình bây giờ lên 27 lần. Đây là mình đang khảm là Sheet 667. Ok, đó là các bước đầu tiên. Đó, trên đây là những cái hướng dẫn cho anh em úp viên Sheet từ cây ngọc nguyên tố ép vào khuôn để ra Sheet 1 và từ Sheet 1 nâng cấp lên các Sheet Level cao hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ có một bài test PVP để xem cái lượng đam chúng ta phải nhận vào khi mà sử dụng socket và khi sử dụng tay silent là như nhau hay là khác nhau và cái nào sẽ có lợi hơn. Bắt đầu thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một bài test nhỏ nhỏ khi mà đi trên level hay là đi đánh nhau với quái, hay còn gọi là PVM, để xem cái tay Brilliant Knight Glovet Challenge và tay Socket Storming Glovet có 15 hit và đều Sheet 667, để xem cái nào có lợi hơn. Rồi, ban đầu chúng ta sẽ sử dụng với tay Stormwing. Đây, mình sẽ cần kiếm một em quái. Đây, để xem lượng đam chúng ta phải chịu là bao nhiêu. Đấy, đi nào. Đây, mình thu nhận lên tí. Đấy, 708, 740, 617, 692, 706, 766, 687, 656, 621. Rồi, chúng ta sẽ đạt được từ 621 cho đến 766. Đó, lượng đam phải chịu nữa nhé, tầm tầm đấy, trở xuống trên 600. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tay Excellent Knight 551, 569, 573, ui, 483 kìa anh em, tốt hơn rất là nhiều. 564, 638. Đối với tay á, đối với tay Excellent anh em thì lượng đẹp chúng ta cao hơn, lượng basic đẹp cao hơn, thì chúng ta sẽ phải nhận đám thấp hơn là từ 483, từ 483 này cho đến là 600 này, tầm 600 này. Đó, 585 này, tầm 585 thì 600 này, rất là tốt, tốt hơn rất nhiều so với Lightstone Wing anh em. Rồi, đó là đối với test PVM. Bây giờ còn PVP thì như thế nào, chúng ta hãy cùng test ngay bây giờ ngay luôn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Lần một là 6 phát nha nhé. Tiếp, lần 1 6 phát. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Lần 2 cũng là 6 phát nhé. Lần 3 này, lần 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đưa 6 phát là 5 nhé. Đều không sử dụng, mình sẽ không sử dụng pentagram ở đây để nhầm lần. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test với tay sau lần. Một, hai,
3 4 5 5 hit. Ok, 5 hit. Lần 2. Một, hai, ba, bốn, năm, ui, bốn mà gần chết luôn này nha. Tiếp nha anh em, chúng ta sẽ cùng test tiếp. Như vậy là lần một và lần hai của chúng ta đều là năm lần, là năm đâm là chúng ta đều chết. 1 2 3 4 5 5 lần. Ok,